Vang Động Lời Chúa thứ hai tuần thánh, Gioan chương 12 câu 1 tới câu 11. Lời Chúa: thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Gioan chương 12 câu 8. Câu chuyện minh họa: chiếc tàu hỏa tốc hành đi từ Chicago đến bờ biển miền Tây. Trên tàu hôm đó có mặt ông chủ tàu. Tàu đang ngon trớn, bỗng xảy ra tai nạn vì trời quá tối. Ông chủ vội chạy lên phía trước, viên kỹ sư bị đầu tàu đè lên. Nhìn người lâm nạn thấy đôi môi mấp máy, ông liền ghé tai xem anh nói gì. Tôi biết tôi đã tin vào ai, và tôi chắc rằng Ngài có đủ quyền năng giữ gìn điều Ngài trao phó cho tôi cho tới ngày đó. Ông chủ thốt lên: anh Jim ơi, ước gì tôi cũng có được đức tin như anh. Dù có phải đi cả đời tôi, cùng những gì tôi có tôi cũng sẵn lòng. Anh Jim thiều thào: ông chủ ơi, đó chính là cái giá phải trả cho đức tin đó. Suy niệm: Judas đặt đồng tiền trên hết. Chúa Giêsu đối với ông không bằng đồng tiền ông đang nắm trong tay. Và cũng vì đồng tiền mà Judas đã phản bội thầy mình. Nhưng Maria thì ngược lại, Chúa Giêsu đối với cô là trên hết, nên Chúa đã lên tiếng bảo vệ cô. Hãy để cô ấy yên. Có lẽ mỗi người trong chúng ta không ai muốn trở nên người phản bội Chúa, nhưng qua cách sống của chúng ta, không khéo chúng ta lại trở nên những người phản bội Chúa khi đồng tiền, thú vui, khoái lạc chi phối cuộc đời chúng ta. Vì thế chúng ta cần chạy đến với Chúa để Người đổ đầy tình yêu của Người xuống tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta mạnh mẽ chống lại những cơn cám dỗ đang kéo chúng ta ra xa Chúa. Và Chúa Giêsu xin lấp đầy tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Ngài.